Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình lại làm tiếp một cái tour đi xe ô tô ha. Chiếc xe trước của bạn Đạt Winner ha. Hôm nay đi tour chung với mình. Tụi mình sẽ đi Cần Giờ các bạn. Mình xuất phát từ Củ Chi thì lúc 8 giờ, xuống thành phố là 9 giờ. Chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bữa nay chủ nhật thì đường nó hơi đông tí xíu. Ở phía trước mặt là đường Nguyễn Văn Linh hả các bạn. Thì mình từ ở bên cầu Khánh Hội mình chạy qua bên ngã ba Nguyễn Văn Linh này nè. Xong rồi bây giờ mình sẽ quẹo bên tay tay trái, chạy chút xíu nữa mình sẽ tới đường Huỳnh Tấn Phát và mình đi thẳng Huỳnh Tấn Phát vào cái phà ha các bạn. Bây giờ 9:40 bạn, mình đã tới được phà Bình Khánh ha. Bây giờ đang chờ để lên phà. Xe thì đi khoảng 4 người, với xe 7 chỗ thì tầm khoảng 35.000 tiền vé. Cái bài mà học mà lên dốc cầu á, mà nhiều bạn bị trừ điểm á, là nó sẽ áp dụng trong những cái trường hợp mà đi lên dốc, lên phà như thế này ha. Sau khi mà ăn sáng rồi thì bây giờ tụi mình sẽ xuất phát đi tiếp các bạn. Tuyến đường này khúc mà từ ở bên phà xuống thì chạy được có 60 thôi các bạn. Ở phía trước còn có cái bảng 60 kìa. Nhưng mà đi vô trong nữa thì xe hơi như được chạy 80 á. Đây là đường Cần Giờ ha các bạn. Nói chung thì nó cũng không có được đẹp cho lắm. Tốc độ của xe ô tô thì đi đường Cần Giờ nó sẽ nhanh hơn xe máy. Xe máy thì chỉ được chạy có 60 thôi. Từ ở bến phà mà đi xuống tới dưới chợ Cần Giờ luôn thì chỉ có được chạy 60 thôi các bạn. Hôm qua thì mình đi cáp treo Tây Ninh, bữa nay thì mình đi Cần Giờ. Thì đây là một trong hai điểm rất là gần thành phố. Cần Giờ thì nó gần hơn ha, cho bạn nào ở Sài Gòn thì đi nó gần hơn. Tốc độ của xe hơi thì cái đoạn mình đang chạy đây là lên được 80 km/h rồi. Chung mà đi Cần Giờ bằng xe máy thì chạy rất là khó chịu. Làn xe máy nó nhỏ, đường xấu. Còn làn xe hơi thì được chạy 80. Nó cũng vẫn xấu nhưng mà được chạy 80 thì thoải mái hơn. Đây nó có những cái bảng báo tốc độ ở ven đường cho các bạn biết là phải chạy bao nhiêu luôn. Có những chỗ người ta không có để cái bảng đó, còn có những cái chỗ mà người ta để rất là rõ ràng thì mình chạy nó dễ canh tốc độ hơn. Đó, như cái anh chở nệm này mà chạy gặp công an là nãy hốt ảnh rồi. Tại vì ở đây á, cái làn trong là làn xe máy, mà xe máy mà tạt qua bên làn xe hơi là công an bắt. Đi Cần Giờ thì mình đi chiếc Tiger 900 á, mình set up cái tốc độ đúng 60 thôi. Lúc nào cũng 60 là chạy thoải mái. Còn đi mấy xe khác thì mình phải giữ ga liên tục, chỉ cần hớ chỉ xíu là nó lên ngoài 60. Mà đi bằng xe phân khối lớn mệt lắm các bạn. Bạn Đạt đang chạy ở phía trước kìa. Rồi đi lên tới đây thì đoạn này cho chạy 60 nè các bạn ha. Đó, cho chạy 60 lại nè. Qua hết cái cầu này thì bắt đầu cho lên tốc độ 80 lại. Đường chạy rất là đã các bạn. Hai bên thì rừng cây nhiều. Đi cái đoạn này mà đi xe máy thì nghe không khí nó trong lành lắm. Nếu mà mình không có đi tour được nhiều, có thời gian nhiều, mình đi Cần Giờ cũng được. Có chỗ chạy xe. Đặc biệt khi Cần Giờ có phà qua Vũng Tàu, cho nên là mình chỉ mất 30 phút đi phà thôi là mình qua được Vũng Tàu rồi. Sau khi chơi Vũng Tàu mình đi 30 phút nữa quanh trở về Cần Giờ và đi về Thành phố Hồ Chí Minh, khỏe hơn so với đi đường bộ. Tuyến quốc lộ 51 đường xá hơi đông. Có những cái đoạn mà qua cầu thì nó giảm tốc độ xuống còn 60 cho tất cả các loại xe.
trước là cái đường quẹo vào chợ Hàng Dương các bạn. Đó, ở trên trên nó cũng có cái bảng thông báo. Vào đây thì mình sẽ mua hải sản tươi sống. Bữa nay mình đi dậy như cắm trại mà có đem heo lều luôn và đồ để mình tự nấu á. Tại vì mấy lần trước vô đây mua xong rồi cái người ta làm sẵn cho mình á. Đồ ăn thì chủ yếu làm cho chín rồi ăn thôi, cho nên là nó không có được ngon. Mình tự đem gia vị heo mình cắm trại mình làm thì sẽ ok hơn ha. Bây giờ 10 giờ rưỡi thì mình đã tới chợ Hàng Dương ha các bạn. Ở trong chợ Hàng Dương thì có bãi giữ xe máy nè, rồi bên đây là bãi giữ xe hơi. Mình gửi tạm thôi để mình vô mình chợ mình mua đồ xong rồi ra mình ra. Nếu mà đi xe mô tô thì để phía ngoài nè cho nó dễ. Đây xe của mình để đây. Đây ở trong chợ nếu như các bạn mà làm biến làm thì có thể là mình mua đồ ta làm sẵn nè. Cái này là người ta làm sẵn nha. Còn ví dụ như mình mua đồ tươi mà người ta làm thì là khác nè. Bây giờ mình đang lựa một cái con cá bự bự, chút xíu làm cá nướng. Rồi 30 giây. Nhanh vậy ha. Vượt quá chính mình. Từ từ con, từ từ. Từ từ. Trời ơi, đạp lên đó nó mới ghê chứ. Ủa còn có cái lều bừng nữa mà ba. Không cái này nè. Xin chào đi con, xin chào. Chào. Cái đó của mình á. Cái đó để cắm xuống đất cho nó đừng bay lèo á. Nhưng mà để sao xe hơi nó không bay đâu. Đây là dĩ nướng các bạn. Lý tưởng kìa, cái lều đã. Được cái này cho ngọt. Hơi bể rồi. Ở ngoài kia là biển các bạn, biển Cần Giờ. Ở đây nếu như mà mình muốn tắm biển thì mình ra mình tắm rồi xong rồi vô trong quán ở phía sau lưng mình có chỗ tắm nước ngọt. Biển Cần Giờ thì nước nó hơi dơ bởi vì nó gần mấy cái sông rồi nó đổ ra biển các bạn, cho nên là nó không có được sạch. Ở bên ngoài kia, bên kia là mình nhìn thấy là biển Vũng Tàu. Thì biển Vũng Tàu bên bển thì nó nước nó lại sạch. Hôm nay thì mình thấy biển Cần Giờ nó cũng không có dơ lắm các bạn, nhìn thấy cũng được rồi. Ở gần sát ở trong bờ thì nó đẩy mấy cái phù sa vô rồi, hơi đen đen. Rồi ra xa xa ngoài kia thì nước nó cũng sạch. Nãy ăn hủ tiếu giờ cho nó uống bình sữa, cái ngủ dậy ăn.
sáng đang sôi mà. Xíu vậy nè. Ồ, có bật quạt chưa? Đó, bật rồi đó. Vậy chứ gió để lùa vô mát khỏi quạt luôn á chứ. Giờ đã chiếu ở đây đi, rồi cái ba với mẹ đầu ngồi đây chơi chứ. Nhúng bếp hả các bạn? Đi cắm trại thích nhất là nhúng bếp các bạn. Nhúng bếp là nấu đồ ăn rất là tuyệt vời. Đây, đi xe ô tô thì mình sẽ chuẩn bị được rất là nhiều đồ. Giờ mình sẽ để cái bịch này lên trên lửa mình nấu chín heo các bạn tin không? Như có cái clip nào đó mà dùng cái bịch để bắt cơm bếp nè. Cái đó là trên clip thôi. Còn ở ngoài nếu mà mình nấu như vậy thì nó sẽ lủng vô bịch liền. Món này ăn hoài mà rồi vẫn mua. Nó ăn hoài. Lâu lâu đi biển ăn chứ. Về Bến Tre là ăn hoài. Bến Tre khác. Năm giờ Bến Tre mấy lần rồi. Mà già rồi chiều về sáng đi không mà nói. Nhưng mà món này dạng như là nó nhiều á. Vì ăn cho nó có. Tôm ngon ha, tôm là tôm gì ha? Tôm là tôm đạp biển. Tôm tự nhiên. Này đi ra ngoài Hạ Long á, mua tôm này rẻ lắm. Rồi Hạ Long bán hải sản rồi rẻ bèo à. Nó có nửa giá so với đây. Bỏ nước vô. À quên, chưa có nước. Đổ đổ vô. Không biết gì đâu mà. Ít hay nhiều? Cô ăn đi em, hết 550 nè. Bán dưỡng mua cho em. Tao quên em theo cái tập dưới răng rồi. Cá nướng cổ vô. Cầm lấy muối thường mà lấy muối cục cục. Để mẹ nhìn thấy không? Mẹ nói nghe mày không có ngon. Con nhìn thấy nước đục con cũng không thấy ngon. Con nhìn thấy nó đục cũng ngon, nhưng mà bên bà kia thì nó lại hả hỏng hết rồi. Nhiều nhỏ nhỏ thì giống như trên mình. Nó ốm nhách không á mập. Nhưng mà được cái này mới biết chưa? Không thấy cát. Luộc ra nước không có cát. Chấm đi, chấm hứng vô để nhiễu. Chấm cái hứng cái chén vô. Đặt nó. Quăng vỏ ra kia nè. Dân đi tô chứ đâu phải là dân cắm trại đâu. Nên phải là cầm binh gì đó. Nghe giang hồ đồn phải biết cầm binh đâu. Dẫn heo em xinh tươi, biết nấu ăn. Đi vô rừng cầm binh. Cắm gì ông đó?
trại. À, lớn đâu cắm cái gì chứ. Chứ cắm cái gì? Thì cũng cắm trại. Cá sâm nhăn. Cá này phải ở bồ. Giờ mà có cái xe này để đây á, quấn lên ba cổ bồ nổ máy chút xíu là nó khét luôn. Nó lẩu sao rồi? Xôi mà. Ừ. Dạ chính mà. Nhiều hàng đó nướng nhiều lắm, trái mấy con này luôn á chứ. Kìa. Ừ, còn hàng nhiều. Cái gì chứ hàng bao la luôn. Để cách xa nó cả mét. Mốt rút kinh nghiệm nha bạn. Thí dụ như mà mình bắt bếp ở chỗ có gió như biển chẳng hạn nè, mình đào cái lỗ đúng không, thì mình sẽ tính luôn cái đường là đào luôn để cho mấy cục gạch nó nằm sâu xuống dưới luôn, rồi cái chỗ mà mình bỏ hang nó hơi sâu xuống chút xíu nữa thì nướng nó mới bền hang, nó lại không có gió không có tạt, mà cái đồ ăn mình nó mau chín. Còn nếu như mà mình đào lỗ mà mình bắt cái gạch ở mé trên như vậy để nó cao quá thì thành ra là gió nó tạt hết rồi. Bữa nay con đi đâu? Bữa nay con đi đồ ăn. Đi biển. Đi đồ ăn. Con đi biển. Con đi biển làm cái gì? Con đi biển bơi bơi bơi. Bơi bơi bơi. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Con ăn cơm thôi đi. Mời các cô cô chú ăn cơm. Chú em cao không? Cao, cao hơn chú luôn. À, nếu như mà mình đi gia đình đó bạn thì mình nên mua một cái con cá dĩa ha. À, nướng dây bạc hoặc là mình hấp cao gì đó. Cái này ta gọi là cái dĩa mà. Ừ. À, nó dạng dạng như dẹp dẹp như dĩa, mình gọi là cái dĩa. Nhất là món này nó dễ ăn, dễ làm. Rồi tiếp theo là mình mua tôm gì ta quên rồi, tôm bạc biển với lại hoặc là mình ăn tôm sắt cũng được. Hai loại tôm này ngon lắm. Còn tôm sú thì theo như mình thì mình không mua tôm sú, tại vì trong của mình cũng có tôm sú rồi, mình không cần phải ăn cái tôm đó, mình ăn tôm biển thì nó hay hơn. Tiếp theo là mình mua hai con bạch tuộc. Hai con bạch tuộc mà loại nhỏ đó. Các bạn vô chợ sẽ thấy là người ta bán mấy con mà bự bự bằng dĩa luôn cũng có nữa, bằng tôm cũng có. Nhưng mà mua cỡ bằng cái chén thôi. Nhỏ nhỏ vừa vừa là nó ngon hơn. Nó không có bị dai, không bị cứng. Lúc mà mình làm á là xong rồi bắt đầu ăn là nó giòn, nó ngon. Tiếp theo nữa là cái món mực trứng. Mực ống á, mà cái con nhỏ nhỏ nha, đừng mua con bự. Trừ khi nào mà mình đi nhiều người á thì mình mới mua cái con bự để mình nấu lẩu hay gì đó. Còn bình thường mình nên mua mực nhỏ nhỏ như vậy. Mình hấp hoặc là mình nấu lẩu á, nó ngon. Nấu lẩu. Đó là những cái món mà mình đi ra Cần Giờ mình thấy là ăn nó ok. Còn ví dụ như các bạn thích ăn ốc thì các bạn có thể là mua ốc, nhưng mà theo như mình thì mình không thích ăn ốc. Ở đây mình chỉ có ốc hương thôi. Mà thường thì ốc hương ăn nó cũng không hết nữa. Chủ yếu mình ăn mấy cái món như là bạch tuộc nè, cá nè, rồi tôm là chính, hoặc là cua, ghẹ. Nghêu á thì cái món nghêu hồi nãy mình làm nó hơi bị thất bại xíu, là cái nghêu nó không có được ngon cho lắm. Mặc dù là đã lựa rất là kỹ rồi nhưng mà nghêu không ngon. Nghêu là một cái món khó lựa lắm các bạn. Được có cái là nghêu ở đây nó không có cát thôi. À, sau khi mà ăn uống rồi thì mình có dọn rác rồi nha các bạn.
Bây giờ thì ngoài bãi biển nó còn hơi nắng một chút xíu. Bây giờ là 4 giờ 40 ha bạn. Mình xuất phát đi về ha. Kết thúc một ngày chơi ở Cần Giờ. Cần Giờ thì mình không có đi tham quan, tại vì mình đã tham quan Cần Giờ rất là nhiều lần rồi. Hôm nay chủ yếu là đi ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi. Đây phía trước có một đoàn xe đạp. Đoàn sáng quá. Không, đoàn này ít hơn đoàn sáng. Mình đi xe hơi, mình đạp, mình chạy ngày còn mệt các bạn, mà đi xe đạp giờ này nó nắng gần chết, 30 mấy độ C. Bây giờ thì mình dừng uống nước dừa nước ha các bạn, ở ven đường. Đi Cần Giờ thì chắc chắn là không thể nào không uống dừa nước rồi. Người thành công có lối đi riêng ở phía trước rồi bạn. Hãy chớp đèn nhá nhá phía trước không? Đó 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 đó. Vậy là mẹ không có nghe nhẫn mà mẹ nghe gì biết không? Nó đi ngược chiều luôn. Giống mùi dầu mà lâu để lâu nó. Đó, cái dạng lên để lâu á. À không phải là một chiếc hồi nãy có lối đi riêng bạn, mà là có hai chiếc nữa. Mình đã đứng đây gần 40 phút rồi các bạn, chưa có qua được phà nữa. Và bây giờ còn cách cái đường lên phà chắc cầm khoảng 500-600 mét nữa. Bên làng xe máy rất là đông luôn. Đây là xe của bạn Đạt đây, mà Đạt đang ở bên đây vẫn còn kẹt xe các bạn. Tút tay vô, tút tay vô. Đây Xuân Anh nữa đó, Bảo Anh nữa. Trời ơi. Đây là một cuộc giao lưu giữa hai em bé. Đây em bé bên kia đang giao lưu với em bé bên đây. Mẹ muốn mất đi mẹ. Mẹ muốn rồi nhưng mà lâu lắm mới có, nước ngoài ship về lâu. Hỏi chị đi, quách cho anh em đi về em mua cho. Em muốn mất đi màu hồng. Đúng rồi, mẹ thấy rồi. Sao con không sinh bệnh luôn? Sao sinh được? Em hết đổi. Vậy cho em đi. Đổi đi. Nói đi. Chị ơi, cho em đi được không? Con hỏi chị đi. Chị bên kia 5 tuổi. Hỏi đi. Xe chạy đang chạy thì không được. Chị mua ở đâu vậy? Chị mua con đó ở đâu vậy? Nói cho vậy. Mua tiệm, chị mua ở tiệm. Nó hỏi đi tiệm nào? Em muốn đi tiệm mua quá kia nữa. Em muốn đi tiệm luôn. Sau hơn 1 tiếng thì mình cũng đã lên được phà rồi ha các bạn. Bây giờ là 6 giờ 40. Có cái chỗ cảng nhà rồng á. Bến nhà rồng mà ngày xưa đứng chơi ngoài khúc ngoài kia, giờ làm cái khu đi bộ ngoài này. Trời, đồng quá trời hả? Đồng khiếp luôn trời. Kiến luôn.